Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sẽ chia 1/10 lột xác cực đẹp, khoe dáng trong màn đêm. Cái chiếc xe chia 1/10 hôm nay thuần tí là một cái dòng xe thể thao và được sinh ra để mang cho mình ngôn ngữ thiết kế gọn gàng, động cơ mạnh mẽ, vượt qua các thủ trong cùng khúc. Với các tay biker mê độ chế thì em ấy đã trở nên nổi bật hơn rất nhiều. Điển hình là con chiến mã bên dưới đây. Người chủ, một người đam mê đi bầu tour, bằng chứng với những món đồ chơi là các cặp đèn chợ sáng bắt thêm, hỗ trợ người điều khiển chiếc xe rất nhiều khi vào những cái cung đường quá tối. Phần ghi đông bên trái có thêm một cái camera hành trình ngay nhỏ để ghi lại những kỷ niệm nơi mà người chủ đã đi qua. Trong khi phía sau có thêm bộ cản CV HRB gia công bằng sắt cũng rất là cứng cáp, có khả năng chịu tải tốt cũng như có thêm không gian để đồ cho người chủ. Tất cả những gì show ra đến giờ cho chúng ta thấy rằng người chủ đúng là một người đam mê đi tour. Quay lại những món đồ chơi, cái cụm công tắc dạng cổ điển hơn rất nhiều, đi cùng những cái nút được bố trí tạo cái sự dễ dàng cho người dùng và dễ thao tác. Bên này chúng ta thấy cái cụm đèn máy mini nhỏ gọn, đây là đồ zin để có thêm không gian bắt được cái cụm gạt của TFM, một cái món để cút ngắn hành trình chơi xe địa bàn nhanh hơn. Tay thắng đồ chơi cho phép người dùng có thêm bình dầu rời và có thể thay đổi được cái độ xe gần phần tay thắng. Cho được khỏi đêm nằm ngay cái phần tay lái, bảng tháo xe phần lớn. Loại này có cái phát giữa được giữ cố định ở một chỗ, không xê dịch như các dòng thương mại hiện nay mà các bạn hay thấy. Đây là bản mâm Racerbone 10 cây dành cho rider xe chia ứng dụng. Giữa thân được tháo bỏ cái phần nhĩ nhám cho người ta thấy được cái lọc gió trụ, kết hợp thêm ống sạc Levin là đủ thấy được cái động cơ này thế nào, nó mạnh làm sao hơn cả xe zin. Đi tour thì dàn chân phải cứng cáp nên người dùng đã tháo bỏ phục zin, thay vào đó là cái phục Quest S để tăng khả năng chịu lực và chống được vị slack ở bánh sau khi chạy độ cao. Để làm được điều này thì Quest S đã gia công cái ti phục lò xo lớn hơn zin, tăng thêm cái độ tăng chỉnh đi kèm, chúng ta thấy chỉnh được phù hợp với cân nặng người dùng. Phía chợ 125 dọn thành cái dòng quay cho làm cực kỳ đẹp mắt. Cái dòng Honda Future, một dòng xe vốn chỉ phục vụ nhu cầu là hàng ngày, không quá hầm hố về mặt ngoại hình, nhưng khi về tay những bạn đồ chế thì em ấy trở nên có ngoại hình đặc đẹp hơn, lạ mắt hơn rất nhiều với một cái size đến từ Thái Lan. Như mình đã nói, phiên bản này là cái dòng Future 125 được lên cái size của quay Thái với nhiều thay đổi như yên đỏ là cái quay cho làm y, ổ khóa phần của quay, ba cái yếm đổ của quay cho làm y, cấp cạch te của cái chiếc quay cho làm y, đi kèm với cái bộ tem giúp chơi xe hướng ngoại nhiều hơn. Tiếp đó, cái phần tay thắng của Rambo Asset do kích thước tay thắng hơi bị lớn, buộc lòng người chủ khoét rộng cái phần chạy áo khá nhiều để không gây cả cấn trong quá trình sử dụng cái bộ cụm phải dùng bình dầu rời. Tuy nhiên, người chủ đã giấu đi chi tiết này vào bên trong cái phần đầu để trở nên gọn gàng nhất có thể. Tận dụng dầu heo bấm đầu đỏ, cấu tạo xây tạo hình cũng rất phù hợp với cái đế ốc dầu khác nhau, kết nối với con heo Rambo logo lớn màu vàng đồng hai bên xứng, đi cùng với cái đĩa thái đường kính là 220 tạo nên cái sự sang trọng, đem lại lực tốt hơn cho cái con Future hôm nay đúng một cách của quay Thái. Trong khi hệ thống chơi sau được lên phục Holin bình dầu liền nằm trên, sản xuất dành cho quay với tổng chiều cao là 320, riêng cái phần chân được thiết kế tự nhiên zin không chế chân hết. Dàn chân tận dụng cái niệm nhâm Excel ASEAN, một cái dòng sản phẩm rất ưa chuộng hiện nay dành cho những tín đồ đi bánh căm, và cũng không quên nhắc về bộ căm thắng của Takawa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy tiếp nhớ like, share, subscribe.